Vâng, chúng ta sẽ đến với kênh của điện máy số.com và mosamlet.com nha. Và chúng ta sẽ hôm nay sẽ giới thiệu về dòng sản phẩm Robic hai tầng nha, với 2x2x2. Chúng ta cùng nguyên hộp nha, thùng hộp mới nha. Chúng ta kẻ khui chiếc hộp này ra. Đấy, chúng ta sẽ khui chiếc hộp ra. Ok, đây là sách hướng dẫn nha. Có chỉ nhận giới thiệu màu đây. Đây là màu gì? Màu đỏ nè. Đây là màu xanh nha, nước biển. Đây. Xanh nước biển. Đây là màu trắng. Màu đây trắng. Là màu xanh lá cây. Xanh lá cây. Đây là màu vàng. Vàng. Yellow. Yeah. Bạn chủ nhân sẽ quay cho chúng ta sẽ thấy dòng sản phẩm có mượt không mà không ạ? Mượt lắm luôn. Tim đang quay, tim này làm không có được việc tí nào cả. Nhìn nè, chúng ta thấy xoay rất mượt mà nhá, không phải hàng chè kém chất lượng nhá, hàng rất tốt nhá. Quý khách có thể đặt hàng tại shop nhá, chất lượng mới này sẽ máu và uy tín nhá, bán tại Shopee, Sen Đỏ và Lazada nhá. Tại shop là điện máy số và mua sắm lết đại dương store, chi nhân store. Vâng, cảm ơn quý khách đã theo dõi video chúng tôi. Chúng tôi có, ngoài ra chúng tôi còn bán tặng kèm một chân đế nhá, nha quý khách có thể thấy trên này, đây là bộ sản phẩm luôn, cái chân đế luôn nhé. Chúng ta để Robic nhá, tôi sẽ quay trực tiếp này. Đấy, ok. Ngoài ra còn có bán tất cả các dòng như Robic 3 tầng này, 4 tầng này, Robic tam giác nha, tam giác 3 tầng. Vâng, cảm ơn quý khách đã theo dõi video của shop. Hãy hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để có những sản phẩm đặc sắc về Robic nha.